Xin chào bà con, cô bác. Đây là tuyến đường đẹp Nghĩa Trung tại thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem tuyến đường này nó đẹp cỡ nào. Đó, cờ Tổ quốc tung bay, xung quanh là những cái hàng cây hoa rất là đẹp. Hai bên đường thì bà con dọn vệ sinh sạch sẽ rất là đẹp. Đó, đường quê mà thấy tuyệt vời không? Cây cỏ hoa lá rất là đẹp. Đó, đây tiếp. Quay cho hết cái đoạn đường này để bà con mình xem là Quảng Ngãi mình có nhiều nơi rất là làng quê, nông thôn mới, thật là tuyệt vời. Hương đồng gió nội. Đây là thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Một tuyến đường nông thôn rất là đẹp. Giờ thì đi ngang qua đường sắt và đi ngang qua cái cầu chui của đường nối cao tốc. Đây đường sắt, đây trước mặt là cầu chui cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng. Nhà văn hóa thôn Tân Hội. Đây. Ở đây có đám cưới, đám hỏi gì đó hay người đọc. Ở ngoài ruộng mà bà con làm cái trồng hoa giấy trên cái độc đáo không? Đây, tuyến đường đẹp Nghĩa Trung. Đây là mùa hè sau khi gặt lúa xong, cho nên là nó cũng thời tiết rất là khô hạn. Ở đây thì mùa Tết là đẹp nhất. Rồi, kết thúc tuyến đường đẹp Nghĩa Trung.